Xin chào tất cả các bác nhé. Và trước mặt các bác đây đang là một mẫu đẩy của hãng Beijing, mang mã hiệu là E4400. Con này là con 4 kênh và con dưới là con 2 kênh các bác nhé. Mã hiệu là E2400. Và hàng này được sản xuất tại Malaysia các bác nhé. Made in Malaysia. Với dòng này thì là trên thị trường các bác có thể gặp phải là những kênh người ta sẽ thông báo lên đến tận 1000W các bác nhé. Bên em báo công suất chuẩn cho các bác, con này là 650W trên một kênh các bác nhé. Đây là mạch class D. Các bác có thể thấy nhìn thấy linh kiện là trên màn hình. Đây ạ, rất là khôn đúng không ạ? Ok các bác, 650W một kênh, đánh 4 kênh thì các bác có thể đánh 4 quả loa 30 rất là thoải mái và bình thường. Ở đây thì là hiện tại đang đánh qua 3 quả này các bác nhé. Đây em chưa có một quả nữa thì là em chưa đánh thì là đánh test, đánh rất là căng. Ở đây cho các bác xem dây em kết nối ở đây. Đấy. Đánh 3 quả các bác nhá, rất là đẹp đúng không ạ? Beijing 4 kênh. Bát các bác sở hữu những đôi bát 30 côn 76 từ 220 đổ về là các bác có thể đánh hoàn toàn là nhẹ nhàng và rất là hay. Những đôi loa như này đánh công suất ra cực kỳ lớn và bây giờ em sẽ đi xa ra một chút để cho các bác xem. Xem chân nó dập không có nhé. Đây em để chân đây, không giật các bác nhé. Con này không bị giật, không bị mát. Khắc phục hãng này nó sẽ rất là xịn. Nhưng mà cần HD thường thường nó sẽ rất hay bị giật. Nhưng mà con này đã khắc phục được điểm yếu đấy. Và giá để cho các bác ở trên tiêu đề của video là để vô cùng là yêu thương, 3.500.000 đồng đẩy cần HD 4 kênh các bác nhé. Giá này em cũng không lời lãi gì nhiều. Ở đây là sẽ có hai cái bóng đèn ở đây để chống chập cháy các bác nhé. Và cái giá này thì là các bác không thể nào mua được ở đâu đâu ạ. Và giá này là bao ship luôn cho các bác ạ. 3.500.000 đồng bao ship cho các bác. Hãng Beijing mới đẩy thương hiệu về Việt Nam và rất là nhiều chương trình khuyến mại để dùng hàng của hãng này. Được chưa? Made in Malaysia các bác nhé. Con này là made in sản xuất tại Malaysia, không phải sản xuất tại Trung Quốc. Đóng gói bao bì của nó cũng sẽ khác một chút. Đấy. Cũng rất là chất lượng các bác ạ. Các bác nào không thích hàng tàu khựa thì các bác có thể dùng sang hàng Manai các bác nhé. Con này rất là chất lượng đấy ạ. Một trong những sản phẩm sắp tới bên em về rất là nhiều cho các bác. Sáng và ấn tượng các bác nhé. Ok, 3.500.000 đồng đẩy Beijing, được chưa? Giá rất là tốt cho các bác rồi, nên là các bác đang xem thì cho em xin lượt like và chia sẻ bài thật mạnh giúp em. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều ạ.